Làm gì có cái bánh nào bị trung thu. Sao nhỉ, bị kỳ lân ở đây. Vì người ta bảo là cắn ngập dắp. Chỉ thấy vui khi cắn được cắn ngập dắp đấy. Vừa xong em chưa được ngập lắm. Hay là bây giờ bụt một phát đấy cô này nhá. Bụt một phát đấy cô này này có khi thiết bị đấy. Chắc vậy đấy à. Bánh trung thu bị thịt chó. Có vị nhưng mà thôi bây giờ em lấy mất thời gian quá. Thôi để tiết kiệm thời gian cho mọi người thì em quyết định em hy sinh một lần. Hy sinh một lần nhá. Một lần duy nhất thôi. Để em cho mọi người biết nó là có vị gì. Thôi em hy sinh nhá. Em miếng á, sao không nói sớm? Ai hết rồi? Ừ, sắp ra vị rồi đấy. Hay nên Google dịch hỏi bánh trung thu có vị gì nhỉ? Bà kia. Trung thu nào, bánh trung thu nào cũng bị mắm tôm. À, em nhớ ra rồi. Nó có vị của mứt dâu tây. Vị của mứt dâu tây mọi người ạ. Ngon ngọt. Đấy. Vị của nó là mứt dâu tây nhé. Cái gì mà lại chuyện trung thu chua cay. Hello anh em 29X1 nhé, cùng quê. Hello. Hello anh em 29X1 mãi đi. Nó có vị dâu tây anh em ạ. Nó là mứt dâu tây nên là chẳng có chuyện gì mà nó ngoài có vị dâu tây. Em nghĩ mãi mà em biết là mứt dâu tây nó có vị gì. Đến sau này em ăn miếng cuối em mới biết nó có vị mứt dâu tây.